Rồi nếu như mà chúng ta muốn nó chi tiết hơn thì làm sao? Đây là tính tổng của từng khoản đúng không? Bây giờ mình muốn gọi là nó sẽ thống kê chi tiết lại theo từng cái khoản chi của mình. Thì ở cái phần phiếu chi này, mình có mấy khoản mục chi đây. Ví dụ nhá, ở cái file này mình chỉ có hai cái khoản mục về thôi, chi phí ad với lại chi phí nguyên liệu này. Đấy, mình sẽ thống kê từng cái khoản này, hay là thống kê theo cái định khoản kế toán này, hay là thống kê theo cái phân loại này. Thì ở đây mình cũng thống kê được thôi. Ở đây mình tạo grid view này. Đây mình sẽ group lại theo từng năm, rồi theo từng tháng. Đấy, với lại theo từng cái khoản chi nữa. Đây, thì khi mình phân loại lại đúng không? Nó sẽ tính tổng cho mình số tiền là bao nhiêu. Đây này, cái phần số tiền đây. Đây nó sẽ tính tổng lại cho mình theo số tiền. Sum nhá. Đây, ví dụ như trong tháng 12 này, tổng cái này là 6 triệu mấy, nhưng mà chỗ này thêm filter đã. Đây status là approval. Đó, nó sẽ gọn gàng hơn. Đây, tổng tháng 12 với khoản chi phí này là 1.1 triệu. Tháng 11 là bằng 900.000. Đó, do số liệu đây hơi ít cho nên nó sẽ có thể không hiển thị được nhiều. Mình sẽ vào trong cái file này. Đây là cái file mình đã thống kê ra. Ví dụ như trong tháng này, đây mình đang nhóm nhá, nhóm theo từng ngày. Nhưng mà đây là mình xem theo từng loại khoản chi đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái view mới. Đấy vẫn là tháng này thôi, nhưng mà mình nhóm theo từng cái loại khoản chi. Đây, phân loại chi phí này. Đấy, đây là trong tháng này nhá, từng loại chi phí. Đây mình nhóm là từng loại chi phí rồi. Rồi mình tính tổng lại số tiền thôi. Đây chỗ này sum này, sum lại. Đấy. Đối với chi phí quản lý nhân sự này, hết là 300 triệu này, chi phí hao mòn các thứ này hết 84 triệu. Vận hành hết 600 triệu đấy. Đấy, ví dụ đây mình chỉ có 4 khoản phí thôi, đúng không? Một nó sẽ thống kê như thế này nhá, mình vào chi tiết bản ghi. Nó giống kiểu pivot table ấy, nhưng mà nó không được bằng như vậy đâu. Rồi thì chỗ này mình có thống kê này. Rồi, lưu lại đã. Thống kê lại thì ví dụ như mình có một tháng mình có 4 phân loại phí đây đúng không? Mình copy paste, mình dán ra. Đây, với cái phần tổng chi này. Đấy, vừa nãy là mình chỉ có 3 cái thằng này thôi. Đây mình thêm cái nữa phân loại chi phí là phân loại. Đây, mình sẽ vào đây để mình thêm nhá. Phần table này. Đây, đây mình thêm một cái nữa. Thay vì mình tính tổng, mình sẽ phân loại ra theo từng cái. Thì ở đây mình thêm một cái cột. Đây, chỗ này mình vẫn chọn single option và mình chọn liên kết tới bảng cấu hình. Đây, chi tiết chi phí này. Rồi, đây mình sẽ thêm một cái là nhóm nhá, group này. Group theo từng tháng đi. Như vậy cho dễ nhìn này. Rồi theo từng tháng. Và chỗ này mình sẽ sort theo tháng. Để xem, chỗ này hơi khó nhìn này. Đây, như vậy, group theo tháng này nhá. Để cho nó hiển thị từ trên xuống dưới. Rồi, bây giờ mình của mình nó chỉ có 2 khoản chi phí thôi đúng không? Đây, nó có mỗi cái chi phí nguyên vật liệu. À, thật ra chỗ này chỉ có một cái à. Để mình sửa lại cái này chút nhá. Sẽ add này. Đây, vì giả dụ như vậy đi, giả dụ nó có nhiều cái như vậy đi. Đây, giả dụ có 3 cái này. Đấy, thì mình sẽ chỉ cần copy paste thôi. Đấy, 3 cái này. Này, mỗi tháng nào có thì mình hiển thị ra. Đây, 12 tháng thì mình copy 12 lần, dán 12 lần. Rồi mình sửa lại cái tổng số tiền nhá. Đây, và tổng số tiền này. Thêm cái điều kiện nếu như mà cái phần chi tiết chi phí này nó chính bằng với cái phần chi tiết chi phí ở đây. Tức là hai cái khoản ở hai cái mục nó phải khớp nhau nhá. Rồi thì nó mới tính tổng ra. Rồi, chỗ này mình sẽ thêm cái điều kiện 5 nữa để nó khớp. Đây 5 này. Kéo hết xuống cho nó khớp hết dữ liệu. Đấy, vừa khớp nên nó mới lấy được hai cái thằng này. Tổng phí cái này theo 2 tháng. Ok, tháng 11 này. Kéo đây cho dễ nhìn. Cái này ẩn đi. Rồi, gỡ tháng 11. Đây nhá, tháng 11 này. Khoản này chia hết 900.000. Tháng 12 vẫn là cái khoản đấy nhưng chia hết 1.1 triệu. Thì mình sẽ theo dõi được nó cụ thể chi tiết. Ok, thì đấy là về cái phần ý tưởng. Nó giống như cái phần khoản này này. Đây, thì chỗ này thì mình chỉ cần thêm cái mục tiêu đề ra này, rồi tính phần trăm cho nó. Tính cái phần đây này, chia